Lào tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát mạnh ở các quốc gia trên thế giới, Lào đã tăng cường các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh các trường học ở Lào vẫn mở cửa bình thường, học sinh khi đến trường được kiểm tra nhiệt độ và yêu cầu rửa tay trước khi vào trường. Trong bối cảnh các trường học ở Lào vẫn mở cửa bình thường, học sinh khi đến trường được kiểm tra nhiệt độ và yêu cầu rửa tay trước khi vào trường hành khách đến lào qua các cửa khẩu quốc tế sẽ được kiểm tra thân nhiệt sau đó sẽ được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi nhập cảnh lào hành khách đến lào qua các cửa khẩu quốc tế sẽ được kiểm tra thân nhiệt sau đó sẽ được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi nhập cảnh lào hành khách đi trong nội địa cũng bị kiểm tra thân nhiệt chặt chẽ sau đó sẽ được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào khu an ninh hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại